Đấy, các bạn sẽ thắc mắc là tại sao Việt Nam có xi chin mà không dùng. Thì xi chin tại Việt Nam chất lượng không cao, có nghĩa là độ trong sạch nó không lớn, không đủ để cắt giác đẹp được. Mà nếu có thì cái tỷ lệ mà thu được hàng nó rất là hiếm, thì tôi sẽ chọn vùng nguyên liệu tốt hơn, đó là tôi lấy cả Brazil và Africa. Đấy là lý do là xi chin ở các vùng đấy nhá. Thế còn Việt Nam cũng có, nhưng mà để tìm được viên đá đẹp thì nó rất là lâu và mất công, đồng nghĩa việc giá thành nó sẽ rất là cao. Xin chào tất cả anh em, chúng ta sẽ đến với một cái mặt sản phẩm ngày hôm nay. Tôi có một bản thiết kế dành cho anh Phú ở Hà Nội. Bản thiết kế có mã hiệu là 5329. Thì anh chị có thể xem trên website chúng ta sẽ có là 329. Thì đây là một cái mặt dây của nữ sử dụng đá xi chin. Sau khi mà bạn Duẩn bạn ấy tư vấn cho khách hàng, gặp anh và sẽ nói chuyện với anh, vì anh Phú là một khách hàng cũ của chúng tôi. Trước thì anh đã làm một số sản phẩm rồi. Thì anh ấy muốn làm một cái mặt màu vàng, chắc là sử dụng cho chị mệnh thổ. Mình đoán là như thế, thổ hoặc là mệnh màu vàng, có thể mệnh hỏa dù được là mệnh thổ có được, đều dùng được cả. Hoặc là mệnh kim đều dùng được cái màu vàng nhé. Thì đây là một cái mặt dây nữ, thì sử dụng một cái loại đá xi chin. Thì anh chị biết rồi, xi chin bản chất nó là thạch anh vàng, thế nhưng mà thạch anh vàng loại siêu trong và để cắt giác được thì người ta sẽ đặt tên là xi chin. Và xi chin thì tại Tahegem thì chúng tôi thông thường sẽ có hai nguồn, đó là xi chin của Brazil và xi chin của Africa. Đấy, thì các bạn có thể là này, các bạn sẽ thắc mắc là tại sao Việt Nam có xi chin mà không dùng. Thì xi chin tại Việt Nam chất lượng không cao, có nghĩa là độ trong sạch nó không lớn, không đủ để cắt giác đẹp được. Mà nếu có thì cái tỷ lệ mà thu được hàng nó rất là hiếm, thì tôi sẽ chọn vùng nguyên liệu tốt hơn, đó là tôi lấy cả Brazil và Africa. Đấy là lý do là xi chin ở các vùng đấy nhá. Thế còn Việt Nam cũng có, nhưng mà để tìm được viên đá đẹp thì nó rất là lâu và mất công, đồng nghĩa việc giá thành nó sẽ rất là cao. Đấy, thì và với cái mặt dây này thì tôi sử dụng vàng 18K750. Và anh chị có thể thấy là nếu anh chị xem trên website là cái ảnh tôi chụp vào phía trước ấy, là cái giá sản phẩm ấy thì nó rất là rẻ, chỉ có 5.700.000 thôi, cả sản phẩm đá và cả nhẫn, cả cái mặt dây. Thì nó là một cái giá mà tôi nghĩ là cực kỳ dễ chịu dành cho một món quà. Và chúng ta lại còn kim cương nữa, ở đây chúng ta có hai viên kim cương 2 ly, đúng không? Thì trên sản phẩm chúng ta có đá quý này, kim cương này, tự nhiên này, có giám định này, chúng ta sẽ có đá xi chin này, cũng có giám định này, và vàng 18K là loại chất lượng cao nhất và được Tahegem thiết kế một mẫu khá là tinh tế với giá chỉ chưa tới 6 triệu đồng, rất hợp lý đúng không? Ok, chúng ta theo dõi sản phẩm nhé. Dụng hắc bạch song thủ nhá, hai màu. Chúng ta sẽ có một cái viên xi chin tự nhiên ở đây, có giám định ở đây. Vàng trong suốt, xi chin tự nhiên, mã giám định. Chúng ta có thêm cái kiểm định của cái mặt dây gồm có xi chin tự nhiên và kết kim cương. Đây là thông số của những cái sản phẩm này. Và rất vui thông báo với anh chị là khoảng một tháng nữa thì xưởng sản xuất tại văn phòng chúng ta sẽ làm xong. Và lúc đó thì các video này của chúng tôi sẽ có một phần nữa là có phần make, có nghĩa là làm như thế nào, tại sao lại tạo ra sản phẩm này, thì cái quá trình sản xuất sẽ được anh em bên media sẽ ghi lại cho anh chị để anh chị xem cho nó hấp dẫn hơn. Đây là sản phẩm của chúng ta, một cái viên xi chin rất là trong anh chị ạ, rất trong. Tôi làm hai bông hoa cúc ở hai cái đầu và dưới viên đá. Mục đích của bông hoa cúc này
là mục đích chính của nó là để làm gì anh chị biết không ạ? Để giữ viên đá này cố định trên cái khuôn vàng, nhưng cũng sẽ tạo hình và sẽ hai viên kim cương nhỏ ở trên đó. Thế còn đi cùng với sản phẩm này thì sẽ có một bộ dây nữa. Đây là cái dây mà tôi sử dụng, một cái dây 3D. Dây 3D rất là sắc sảo, anh chị có nhìn thấy thông phúc thiên bảo ở trên đây không? Các đồng tiền vàng ấy, rất là sắc sảo nhé. Thì sẽ phù hợp với từng sản phẩm một, thì sẽ có những bộ dây phù hợp. Và cái dây này thì thường tôi sẽ sản xuất và sẽ làm theo cái nhu cầu của chủ sở hữu. Đây anh chị, những cái sản phẩm này đấy, nó rất là tinh tế, mặc dù nó khá là nhỏ thôi. Khi trên tay anh chị nhìn thấy thì cái dây này nó khối lượng chỉ có một chỉ thôi, chưa đến một chỉ, 0,99 chỉ. Và chi phí cho sợi dây này là 5.099.000, có nghĩa là toàn bộ tổng sản phẩm này của chúng ta chỉ có là 10.800. Anh chị thấy hợp lý không ạ? Một sợi dây vàng và sẽ để trong hộp rất là đẹp nữa. Thì tôi, cái quan điểm làm của tôi thì tôi nghĩ là những cái sản phẩm như này thì là một cái món quà tặng rất là giá trị, vì anh chị có thể biết là đá quý nó sẽ đã tồn tại hàng nhiều nhiều ngàn, nhiều triệu năm rồi, nó gần như tồn tại vĩnh cửu với thời gian rồi. Thế còn cái vấn đề người ta nói kim cương vĩnh cửu thì là người ta nói về cái độ cứng cao hơn thôi, chứ còn cái này thì bản chất anh chị mà không có những va chạm mạnh thì 10 năm, 10 năm, 20 năm, 100 năm, 1.000 năm nữa nó vẫn thế, nó không thay đổi gì cả. Trong khi đó cái vàng của chúng ta cũng là một vật liệu không oxy hóa, nói chung là nó sẽ gần như tồn tại mãi mãi. Đó, thì là một cái món quà như vậy thì nó rất xứng đáng để anh chị tặng cho người thân trong những dịp đặc biệt, và trong những cái dịp mà nó có giá trị tinh thần với anh chị. Và quan trọng nhất là gì ạ? Quan trọng nhất là giá cả nó khá là phù hợp cho một cái hàng thiên nhiên hoàn toàn. Đấy, những điều tôi mong muốn là nói về anh chị. Và rất hy vọng rằng qua cái video này thì anh chị có thể lựa chọn được thêm cho mình một số cái sản phẩm khác ở trên website tahigam.vn. Và nó sẽ trên đó thì sẽ lựa chọn màu sắc và các loại đá, anh chị trực tiếp lên website anh chị xem nhá. Ok, cảm ơn anh chị rất nhiều. Xin chào và tạm biệt anh chị.